Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua Đạt có lên cho anh em cái mặt kính đồng hồ rim Thái hàng 2 tem này nha. Dạ, báo giá 45 ngàn rồi. Thì cũng rất là nhiều anh em mua. Tuy nhiên là cũng có mấy anh em hỏi Đạt là làm sao để thay thế vô, có thể thay thế tại nhà được hay không. Thì hôm nay Đạt sẽ làm clip hướng dẫn cho anh em cách thay thế cái mặt đồng hồ rim Thái tại nhà luôn nha. Để anh em về anh em có thể tự thay, không cần ra thợ gì đâu anh em, rất là đơn giản. Mà nhiều anh em do là anh em cũng ít khi nào sửa xe, thành ra anh em nhìn thấy nó phức tạp, tại vì nó nằm chìm ở phía dưới cái mặt đầu như thế này thì làm sao để cũng thể thay được. Thì hôm nay là sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay. Thì đầu tiên trước khi thay thì mình sẽ quay cho anh em coi cái mặt đồng hồ này. Đây, em quay lại sát cho anh em ha. Đây, mặt đồng hồ rim Thái bên mình bán là mặt đồng hồ rim Thái hàng 2 tem nha. Mã là GN5901 đây. Anh em thấy chưa? Đó. Ok cho anh em, made in Thái Lan nha. Đó, hàng này là bao chuẩn cho anh em luôn. Đây. Đây là cái mặt kính của anh em mình nha. Và khi anh em mua thì nó sẽ để trong một cái giấy chống sốc như thế này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, bóng bẩy nha anh em, rất là đẹp. Đấy, ok nha anh em. Thì một cái mặt này giá là 45 ngàn nha anh em nha. 45 ngàn một mặt này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay vô cho anh em, để cho anh em chúng ta tham khảo và anh em chúng ta về anh em tự thay tại nhà được luôn nha. Rồi đây anh em ơi, thì đây là cái đồng hồ rim ở trên xe mình nha. Nó cũ lắm rồi. Thì cái mặt này là cái mặt lô này anh em nhìn này. Đây, mặt lô, mặt zin này, anh em nhìn phát anh em biết ngay. Đó, đây cái mặt lô là nó sẽ phẳng nha. Cái phần tem này nó phẳng này, nó cái chữ Honda này nó phẳng ở trên. Còn cái này là cái chữ Honda nó lồi lên này. Và anh em thấy cái nét chữ này nó dày không? Còn cái nét chữ này thì nó mỏng lét à. À, đó. Và cái mặt bạc này nó mặt bạc này, anh em thấy cái mặt bạc này nó trắng này. Mặt bạc này nó bóng này. Thấy chưa? Mặt bạc này nó trắng và nó mờ này. Không đúng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay. Thì nguyên cái đồng hồ này, nguyên cái đồng hồ này, nguyên đồng hồ lô luôn chứ không phải là cái zin nha. Đồng hồ này có ở trong cái đồng hồ lô luôn. Nhưng mà Đạt, tại vì nhà có cái xe này thì mình thay quay cho anh em. Thì đây, cái đây là nguyên cái đầu xe rim anh em ha. Thì anh em thay giúp mình. Đầu tiên mình sẽ bắn những con ốc ở đây ra. Mình sẽ vặn những con ốc ở đây ra nha. Đó, mình sẽ cho em nó vặn bằng tay luôn. Đấy. Đầu tiên là anh em phải vặn hai con ốc đèn nha anh em. Đây, hai con ốc hai bên đèn ở dưới này, ở chỗ phía dưới này. Đấy, anh em vặn ra. Đó, một con. Rồi bên này một con nữa này. Đó. Bên chỗ phần đèn bên này một con nữa nha. Đó. Em vặn ra để anh em lấy được cái đèn ra nha nha. Rồi, rất là đơn giản luôn, em chỉ cần vài bước thôi là anh em đã có thể chúng ta thay cái mặt rồi. Rồi bây giờ anh em giật ra nha. Đó, là anh em đã lấy được cái đèn ra. Và sau đó anh em sẽ nhìn vào trong. À, nhìn vào trong đây giúp Đạt. Em sẽ thấy có hai con ốc. Đấy, anh em thấy chưa? Hai con ốc nha. Và anh em bắt đầu vặn ra. Để hai con này nó sẽ cố định cái đèn nha, cái đồng hồ anh em ha. Đó, một con là mới có ba con thôi. Đây, một con nữa là bốn con. Đó, rất là đơn giản như vậy, là bốn con này là anh em đã có gần như là thay được rồi. Đấy. Đây, bốn con. Và anh em lưu ý giúp mình nha, từ chưa bốn con này là chưa xong nha anh em nha. Bốn con này là chưa xong, anh em còn phải vặn thêm một con này nữa. Đây nó sẽ có thêm một con nữa này. Đây, ở phía dưới cái hộc đây lên nó sẽ có thêm một con nữa. Anh em vặn nha. Đó thì con này chủ xe ta chơi bằng ốc này là ốc lục giác rồi. Em đi kiếm bộ lục giác để mở em ơi. Rồi ok, mình đã kiếm được bộ lục giác nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở luôn cái con này ra nha. Thì nói chung là chủ xe họ ký họ bạn con này bằng lục giác để cho đỡ bị mất, nhưng mà không biết mất cái gì. Đó, họ gắn đại rồi cho nó có. Rồi ok. Vậy là gần như là anh em đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh em chỉ việc mở ra thôi. Đó, rất là đơn giản anh em ha. Đó, và đây anh em mở được cái đồng hồ ra. Đấy, đơn giản không anh em. Thì sau khi anh em mở được cái đồng hồ ra thì anh em chúng ta nên, em nên là chúng ta gỡ dây điện ra nha anh em nha. Ta nên gỡ dây điện ra để anh em chúng ta thay cho nó dễ. Và đặc biệt là nó vướng thì cái dây km nữa, cho nên em gỡ luôn dây km ra nha. Đây, em sẽ gỡ luôn dây km ra để chúng ta làm cho nó dễ dàng nó làm anh em ha. Rồi ok anh em ha. Thì sau khi mà mình gỡ cái đồng hồ phía trên ra thì mình gỡ cái dây km nha anh em. Đây, gỡ dây km ra này. Đó, bây giờ dây km này anh em sẽ gỡ ra nha. Cái dây đo tốc độ á, đó anh em gỡ ra. Rồi ok, vậy là anh em đã gỡ được cái đồng hồ lên rồi ha. Gỡ được cái đồng hồ lên rồi. Thì anh em có thể thích thì anh em để dây cũng được, không cần gỡ ra. Còn nếu anh em thích thì anh em gỡ ra cũng được. Nhưng mà mình, nếu như anh em không có nhớ thì anh em ưu tiên là anh em không nên gỡ ra nha. Vì hồi anh em gắn vô khi anh em gắn lộn. Đó, rồi bây giờ rất là đơn giản thôi. Công việc cực kỳ đơn giản, đó là anh em sử dụng một cái tô vít và anh em bắn bốn con ốc chỗ này ra. Đó, bốn con ốc ở góc này, một con này, hai con, ba con, bốn con nha. Bốn con này ra là anh em được thay được mặt đồng hồ khác, rất đơn giản luôn. Rồi mình sẽ làm cho anh em coi, để anh em coi so sánh là cái độ đẹp của nó ha.
thì mình bao anh em luôn, loại này lên xe là cực kỳ đẹp. Đấy, như cái đồng hồ này thì mình chỉ test thử cho anh em thôi, tại vì xe này nó bị lai đồng hồ rồi, mình vẫn quay cho anh em nhá. Đó, thì cái đồng hồ này nó thay mới nguyên cụm đồng hồ lô rồi. Đó, rồi thì chỉ cho anh em cái cách gắn mặt kính đồng hồ tại nhà, để khi mà anh em chúng ta cần thì anh em mua về anh em tự gắn cũng được, đỡ phải đem ra ngoài tốn tiền tốn thời gian. Gắn ở nhà nó rất là đơn giản thôi anh em, chỉ có vài bước thôi, như Đạt nãy giờ làm chưa tới 5 phút đã xong rồi. Gắn lại thì nó cũng y như lúc gỡ ra đây anh em, không khác biệt gì hết, rất là đơn giản. Đó, bốn ốc nha anh em nha, gỡ bốn ốc ra là xong. Đó, và bây giờ là giặt nguyên cái mặt đồng hồ đây này cho anh em coi này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, gỡ cái mặt ra anh em sẽ nhìn này, sẽ nhìn hai cái đồng hồ này giống như là vịt với thiên nga mà, anh em thấy chưa? Đó, anh em nhìn cái đường chỗ này nó nhảy này, nhìn cái đường nó nhảy này. Đấy, và phần phía sau này em nhìn này, đây, nhựa thừa các thứ rất là ghê nha. Đây, mặt phía sau hai cái mặt nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, khác nhau hoàn toàn luôn em ha. Và đây anh em nhìn này, phần viền của nó này rất là xấu nha. Đó, phần viền rất là xấu, và đặc biệt là cái chỗ này anh em nhìn này, chữ này. Đấy, cái màu thứ nhất là cái màu không đúng, thứ hai là chữ Honda là nó không có chìm xuống này. Này, chữ Honda là nổi lên này, còn đây chữ Honda người ta chìm xuống này, mặt bạc cực đẹp luôn. Đó, hai anh em thấy cái điểm khác biệt ha. Đó, rồi ok, mà đây anh em nhìn cái chữ này, anh em nhìn cái phần nút pha này, anh em thấy không, nó không có màu luôn. Còn đây nút pha người ta màu xanh dương này, nút pha này nó không có màu luôn, anh em thấy chưa? Xi nhan này, đấy, khác nhau hoàn toàn nha anh em nhá. Xi nhan là màu xanh luôn, xi nhan người ta màu vàng này, xi nhan là màu xanh luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái mặt mới vô, mình quay cho anh em coi ha. Còn cái bước gắn ngược lại thì nó cũng y như các bước đầu tiên. Đấy, ok. Như vậy, sau đó anh em chỉ cần chúng ta bắn bốn con ốc vào, đó là xong. À, rất là đơn giản luôn em. Thì đơn giản như thế này, cho nên là anh em hoàn toàn chúng ta có thể làm tại nhà được. Đây, bốn ốc chúng ta bỏ vô. Anh em sẽ nhìn nha, cái hàng xịn là khi anh em bắt vô là nó vừa khít luôn nha anh em nha. Đó, em bắt hai con trên là cho khách coi là đủ anh em biết rồi ha. Các anh em coi chỉ cần có hai con trên thôi đã biết được cái chất lượng nó như thế nào. Bao anh em luôn, gắn vô cực kỳ khít luôn nha anh em nha. Nó không giống như cái loại hàng lô đó anh em. Hàng này hàng zin cho nên anh em gắn vô nó rất là khít và nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh em lên anh em thấy cái màu nó trong suốt luôn, rất là đẹp. Nó trong hơn so với lại cái mặt kia rất là nhiều nha anh em nha. Và cái mặt bạc của nó cũng rất đẹp luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Rất đơn giản như vậy thôi, anh em đã có được một cái mặt đồng hồ đi hái cực kỳ xịn rồi. Mức giá 400 ngàn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop của mình. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Số điện thoại của shop Trần Đạt 0915 434 913. Xin hẹn em ở những video tiếp theo nha.